Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng và kính bạch Sư Huệ Thuận. Sư Huệ Thuận có lên một clip trả lời về vấn đề thời giờ và địa điểm để mà có cuộc trà đàm. Nhưng kỳ trước Sư Huệ Thuận trả lời thì tôi cho rằng clip đó rất chuyên nghiệp. Clip này tôi cho rằng không chuyên nghiệp khi mà trước khi trả lời, Sư Huệ Thuận lại đưa những hình ảnh khác rồi ghép những người như là Sư Mật Hạnh tấn công vào hạnh tu của Sư Minh Tuệ. Mà điều đó nó không có chuyên nghiệp. Nếu nói là trà đàm thì cứ việc trả lời cho một người mà Sư Huệ Thuận nói là muốn có trà đàm là tôi. Thì cứ việc nêu rõ. Nhưng Sư Huệ Thuận kỳ này, clip này không có chuyên nghiệp. Phần đầu coi như là hết 2/3 những clip hoặc là những hình ảnh linh tinh, và nhất là Sư Mật Hạnh tấn công vào Sư Minh Tuệ. Rồi Sư Huệ Thuận mới trả lời, nói rằng là không có liên lạc được với Zalo của tôi ở bên Mỹ. Zalo của tôi ở bên Mỹ, tôi chắc chắn 1000% luôn là sử dụng được, vì ai nấy đều sử dụng Zalo của tôi. Nếu mà Sư Huệ Thuận muốn kết bạn với tôi qua Zalo ở bên Mỹ, tôi chỉ có một Zalo đó thôi. Thì cứ việc xuống là ở phần đầu là nước Mỹ không, rồi cái số tôi đã đọc là 28178884866. Chắc chắn 1000% là có. Chắc chắn 1000% là có. Rồi Sư Huệ Thuận nói là bình luận của tôi bị mất á, thì tôi cũng xin cảm ơn là Sư Huệ Thuận nói không hiểu tại sao. Nhưng mà tôi chắc chắn là đã gửi vào. Và tôi có chụp lại màn ảnh đó. Nhưng nó bị mất. Thì đó là người điều hành. Vậy thì tôi chỉ khẳng định đó là người điều hành. Còn Sư Huệ Thuận nói là cho số điện thoại. Cho số điện thoại mà Sư Huệ Thuận không có đọc cái số điện thoại gì hết. Cứ nói là tôi phải đi kiếm trên Facebook, trên gì đó. Tôi không có đủ thời giờ để làm chuyện đó. Hãy đọc số điện thoại như tôi đọc đó. Như tôi nói là số ở bên Mỹ là 281-788-8486. Còn số ở Việt Nam đó là số của vợ của tôi. Thì tôi không có đọc ra ngoài. Vì lý do đó rất nhiều người liên lạc làm vợ tôi mất thời giờ. Tôi không có sử dụng số điện thoại ở bên Việt Nam này. Nên là Sư Huệ Thuận, chuyện của tôi với Sư Huệ Thuận chứ không phải là chuyện của Sư Huệ Thuận với vợ tôi. Tôi không có cho cái số điện thoại của vợ tôi ra ngoài. Tôi nói rõ như vậy đó. Nếu Sư Huệ Thuận nói tôi về Việt Nam tôi có số điện thoại nên cái Zalo đó nó không làm việc. Chắc là tôi về Việt Nam tôi không có số điện thoại Việt Nam. Zalo đó tôi vẫn kết bạn với rất nhiều người. Và Sư Huệ Thuận nếu muốn kết bạn thì xin đọc số điện thoại tôi kết bạn liền. Đọc số điện thoại đi. Đọc số điện thoại. Như tôi đọc số bên Mỹ là 281-788-8486. Và cái số vùng của nước Mỹ là số 01. Vào kết bạn Zalo thì đừng có bấm là 01, vì cứ bấm cái số điện thoại. Nhưng ở phần đầu á thì nước Mỹ thì tự động Zalo họ nối kết đó. Còn mà bảo rằng là tôi phải đi tìm cái số điện thoại của Sư Huệ Thuận thì no, tôi không có thời giờ. Đọc lên, đọc cho rõ ràng. Chứ không cái kiểu mà gọi là ơi, số điện thoại của tôi là ở trên Facebook, ở trên gì đó, tôi làm sao tôi biết được, rồi tìm trên Zalo. Tôi không có tìm trên Zalo kiểu đó được. Mình làm việc chuyên nghiệp người lớn thì đâu ra đó đọc số điện thoại. Khi nói rằng là tương tác trà đàm thì phải là chuyên nghiệp, đọc số điện thoại, tôi đọc số điện thoại của tôi, thì Huệ Thuận cũng đọc số điện thoại của Huệ Thuận đi. Chứ không phải nói rằng là để tôi đi tìm. Đây là đoạn mà Sư Huệ Thuận nói về vấn đề số điện thoại. Là thật ra thì Huệ Thuận có vào xem cái clip của anh luật sư Hoàng Duy Hùng và đã cho số điện thoại Mỹ. Huệ Thuận bỏ vào để kết bạn Zalo đó. Thì nó không có thấy Zalo. Có lẽ là anh về Việt Nam, anh đổ số Việt Nam nên là không có thấy. Và anh nói rằng anh không có rành về công nghệ, nên chính điều đó anh không có biết kết bạn Zalo.
Thì chính điều đó thì Huệ Thuận mới lên clip này. Để mà anh thì cái số điện thoại của Huệ Thuận đó thì ai cũng biết hết. Anh chỉ cần mở Zalo lên, bỏ vào chữ tìm kiếm và bỏ số điện thoại của Huệ Thuận lên thì nó sẽ hiện ra thôi. Thì hiện ra rồi anh kết bạn, rồi nhắn tin, rồi Huệ Thuận mới nhắn tin và anh sẽ cho anh một cái cuộc hẹn chính thức giờ giấc để chúng ta có thể là trà đàm nói chuyện với nhau trong cái sự ôn hòa và vui vẻ. Đó là đoạn ngắn mà sư Huệ Thuận nói về tìm số điện thoại này nó. Xin sư Huệ Thuận đừng có giỡn chơi như thế được. Sư Huệ Thuận giàu muốn hay không muốn vẫn là mặc áo nhà sư rồi. Và tôi cũng xin nhắc nhở sư Huệ Thuận khi trà đàm, tôi phải biết sư Huệ Thuận là ai. Cũng như là sư Huệ Thuận cũng cần phải biết tôi là ai. Tôi, Hoàng Duy Hùng, sinh năm 1962, sinh sống ở tại Mỹ từ năm 1975. Bằng tiến sĩ luật từ trường Texas Southern University ở Texas năm 1997. Và làm chủ tịch cộng đồng, cũng là người từng là đấu tranh chống lại nhà nước này, lãnh đạo của một tổ chức chống lại nhà nước này. Tôi nói rõ như vậy đó. Tôi cũng là nghị viên của thành phố của Mỹ ở Houston, Texas. Tôi hành nghề luật từ năm 1998 và tôi quyết định là về Việt Nam năm 2021. Tôi không có nhận case từ đó. Tôi nói rất rõ tên tôi và quá khứ của tôi. Thì tôi cũng mong rằng Huệ Thuận nói về quá khứ của Huệ Thuận, để chính Huệ Thuận nói. Còn không, lúc mà trà đàm thì tôi sẽ hỏi Huệ Thuận cho rõ ràng, vì cần phải hiểu nhau trước khi mà có trà đàm. Huệ Thuận xuất thân từ đâu, nghề gì, học Phật ở đâu, trải qua quy y do sư nào, đâu ra đó đi. Phải biết mình tương tác với ai. Thì tôi cũng mong rằng sư Huệ Thuận nói rất rõ chuyện đó. Còn vấn đề gia đình thì tôi cũng đã nói rõ, ai cũng biết rồi. Tôi gãy gánh ở bên Mỹ, có ba con lúc đó, và tôi về Việt Nam. Thì về luật pháp tôi không có lỗi gì hết, tôi lập lại gia đình lần thứ hai. Cho nên tôi chỉ có một vợ ở bên này thôi. Chứ đừng có nói là tôi hai vợ, ba con là không có đúng nha. Tôi nói rất rõ chuyện đó. Còn tôi cũng sẽ hỏi sư Huệ Thuận có bao giờ lập gia đình chưa? Hỏi trước à. Có con hay không? Thì sư Huệ Thuận cũng trả lời tại sao là mình có con hay không? Tại sao mình có vợ hay không? Nếu không có vợ thì nói rằng không có vợ. Đã đi tu là không có vợ như thế nào? Rõ ràng hết, tôi sẽ hỏi về lý lịch. Nói trước, tôi hỏi về lý lịch. Rồi mới trà đàm đâu ra đó. Vậy thì mong sư Huệ Thuận cho số điện thoại. Và tôi bận công việc, tôi có thể đi về Mỹ trong những tháng sau đó, tôi quyết định như vậy. Thì tôi mong rằng sự gặp gỡ trà đàm là từ giữa tháng 10 tới cuối tháng 10 mà thôi. Phải nói rất rõ ngày giờ địa điểm cũng như số điện thoại công khai, chứ không có phải nói lơ tơ mơ. Ờ, số điện thoại đi tìm chỗ này chỗ nọ, không có tôi nha. Địa điểm thì tôi đã nói rồi, tôi chọn ngay nơi mà sư Huệ Thuận đang sinh hoạt đó. Và sư Huệ Thuận cũng phải nói rất rõ địa điểm đó, chùa nào, địa chỉ như thế nào, chứ không phải là chùa gì đó rồi xong không có địa chỉ. Chùa thì phải nói chùa có địa chỉ đàng hoàng. Tôi nói thí dụ, mình nói là chùa Phước Bình đi, ở tại thị xã La Di, thì địa chỉ là như thế nào? Có phải là 690 Thống Nhất hay không? Phải có địa chỉ đàng hoàng. Như tôi công bố địa chỉ của tôi ở tại Thủ Đức là 454 Võ Chí Công, B1 1803, thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đâu ra đó, địa chỉ điện thoại. Chứ không phải là nói là ai cũng biết tôi. Xin lỗi sư Huệ Thuận. Nếu nói về vấn đề mà ở ngoài đời á, tên tuổi này nọ, thì tôi từng có quá khứ và ai cũng biết. Trên Wikipedia, tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Nhưng tôi cũng vẫn phải làm cái thủ tục căn bản. Tôi là ai? Địa chỉ, điện thoại.
đâu ra đó. Chứ đừng cứ nói rằng là ai cũng biết tôi xong rồi không nói gì hết là không được. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi Hoàng Duy Hùng hiện nay đang ở 454 Võ Chí Công B11803, thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại Zalo của tôi vẫn giữ từ trước tới nay. Ở bên Mỹ bấm số 01, đó là số vào nước Mỹ đó. 2817888486. Thì mong sư Huệ Thuận cũng trả lời y như vậy. Huệ Thuận, tên thiệt là gì? Địa chỉ hiện giờ và số điện thoại. Nếu kết bạn Zalo thì số điện thoại như thế nào? Nếu số thường thì tôi sẽ gọi từ bên cái số điện thoại của Mỹ, tôi gọi thẳng tôi vô. Tốn chút tiền nhưng không sao cả. Đâu ra đó. Rồi sau đó chúng ta cùng là trà đàm. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói trong clip trước, tôi chấp nhận tất cả những gì mà sư Huệ Thuận nêu lên. Trà đàm ngay tại chùa của sư Huệ Thuận. Những cái điều kiện đó tôi chấp nhận hết. Và tôi cũng nói rồi, nếu thế thì sư Huệ Thuận cứ việc công bố thẳng trên kênh của sư Huệ Thuận là ngày, giờ, địa điểm, địa chỉ đàng hoàng. Thế tại sao cứ đi lòng vòng như thế? Tôi đã chấp nhận rồi, khỏi cần đi lòng vòng. Nếu mà 3 ngày sau vào 0 giờ thứ năm đi, thứ năm ngày 26 0 giờ mà tôi không có cái câu trả lời thẳng trên YouTube là địa điểm trà đàm, địa chỉ là ABC gì đó cho rõ ràng. Ở chùa tôi nói chùa có sư Huệ Thuận á, tôi nhận lời trước rồi đó. ABC gì đó đừng có nói rằng là tới nhà tôi, không, tôi đã nhận là cứ giữ nguyên như vậy, không có nhà thờ hay nhà tôi gì đó. Cho cái địa chỉ và ngày giờ tôi có mặt, tôi hẹn đúng giờ, tôi là con người nguyên tắc như vậy đó. Rõ ràng. Chứ đừng có mà đi lòng vòng. Rồi nói rằng là sau mà trà đàm mời tôi đi này nọ, xin lỗi, tôi không có thời giờ để đi ăn uống hoặc là gì đó. Tôi đến là để có trà đàm. Tôi không có cần phải đi tham quan chùa hay là đi tham quan tỉnh Bình Thuận. Xin lỗi sư Huệ Thuận, tỉnh Bình Thuận, bà con của tôi nơi đó nhiều lắm. La Di chả có gì lạ đối với tôi cả. Hay là Phan Thiết không có gì lạ với tôi. Nên tôi không cần đi tham quan, cũng không tham quan chùa của sư Huệ Thuận. Tôi đến là đến để ngồi trà đàm, rõ ràng như vậy. Không ăn uống, nói trước để khỏi chuẩn bị. Không ăn uống, trà đàm thôi. Tôi cầm bình nước, tôi tới bình nước nước lạnh hay gì đó, tôi tới tôi uống là trà đàm vậy thôi. Đủ rồi. Nói trước luôn cho bảo rằng là tôi không có làm theo nguyên tắc. Tôi làm nguyên tắc trước rõ ràng. Bình nước như vậy á, đủ rồi. Sư Huệ Thuận cứ nói rất rõ, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Chùa nào? Địa chỉ? Địa chỉ rõ ràng nhé. Tôi cho địa chỉ của tôi rồi thì sư Huệ Thuận cho địa chỉ rõ ràng. Điện thoại đi, số điện thoại rõ ràng. Chứ đừng có nói là tôi đi kiếm ở trên Facebook hay là trên nào đó để kiếm cái số điện thoại của sư Huệ Thuận nha. No, tôi không có làm cái chuyện đó. Nói trước. Và như vậy trước khi trà đàm mà tôi sẽ hỏi về lý lịch của sư Huệ Thuận. Không phải là lịch sử nha. Sư Huệ Thuận không có cái gì để gọi là lịch sử Huệ Thuận cả. Lý lịch. Như tôi cũng nói lý lịch của tôi rõ ràng. Lý lịch đó là con của nhà nào thì là đương nhiên rồi. Sinh ra và lớn lên ở đâu? Học trường nào? Bằng cấp tới đâu, không học thì nói không học, bằng cấp tới đâu thì nói bằng cấp nào đó, tiến sĩ chỗ nào. Và được gọi là được một vị sư phụ nào đó mà quy thì năm nào. Nói rất rõ đấy nha. Vì sư phụ đó rất quan trọng trong vấn đề trà đàm kỳ này. Sư phụ đó là ai? Ở chỗ nào? Học vấn tới đâu của sư Huệ Thuận và của vị sư đó? Có thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam hay thuộc về cái gì đó, phải cái cơ chế phải rất rõ ràng. Tôi xin nói rất rõ. Trước đó thì sư Huệ Thuận làm nghề gì,
có bao giờ có vợ chưa, có bao giờ có con chưa, thì sư Huệ Thuận cần phải trả lời một cách công khai nha. Rồi nói rằng không tấn công vào các vị sư, thì tại sao sư Huệ Thuận lại liên tục bao nhiêu clip tấn công vào sư Minh Tuệ cũng như là sư Minh Đạo? Và bằng chứng là trong clip mà trả lời tôi á, sư Huệ Thuận không có đàng hoàng khi mà để cho ông sư Mật Hạnh đó lên để mà nói gì tùm lum tùm la về sư Minh Tuệ. Điều đó càng chứng tỏ nhân cách của sư Huệ Thuận như thế nào rồi. Mình làm cái gì nó ra cái đó, chuyên nghiệp đi. Nên báo trước cho sư Huệ Thuận như vậy. Đừng chơi cái trò ma lanh đối với tôi. Tôi là con người đối diện với cái chuyện này liên tục. Và tôi ra tòa ở bên Mỹ không phải là một ngày hai bữa, mà mấy chục năm, nên cái trò ma lanh đó nó không có được với tôi. Nói rất rõ nha. Tôi cho cái hẹn từ đây tới 0 giờ ngày thứ năm 26 tháng 9 năm 2024, sư Huệ Thuận không trả lời rõ ràng. Trà đàm ở chùa nào, địa chỉ và thời gian và con số điện thoại đàng hoàng nhé. Thì sau 0 giờ ngày thứ năm 26 tháng 9 năm 2024, tôi sẽ lên tiếng về sư Huệ Thuận đâu ra đó hết. Và tôi sẽ có những biện pháp để mà ngăn chặn những cái chuyện làm ô danh Phật giáo như thế. Tôi nói trước, đâu ra đó nhé. Cách trả lời vừa rồi của sư Huệ Thuận tôi không có hài lòng, không chuyên nghiệp và rất là ma lanh. Đừng nghĩ rằng tôi nói chuyện rồi thấy vậy có thể rằng là qua mặt được tôi. Không được. Tôi nói trước không có được nha. Và phải hiểu là đối thủ của sư Huệ Thuận là ai. Nói chuyện thì phải biết rất rõ, và tôi đã nói rồi, tôi, Hoàng Dư Hùng, qua Mỹ năm 1975, khi ấy tôi mới 13 tuổi, tôi sinh năm 1962, tôi ăn học ở bên đó, tôi có bằng tiến sĩ luật ở bên đó do trường Texas Southern University cấp cho tôi hành nghề luật sư ở bên đó từ năm 1998 cho tới năm 2021, tôi quyết định về Việt Nam sinh sống, thì tôi không có nhận case nữa. Và tôi từng là người lãnh đạo của một tổ chức chống cộng. Tôi từng là chủ tịch cộng đồng ở tại Houston. Tôi từng là nghị viên của người Việt Nam đầu tiên ở thành phố Houston. Đâu ra đó thì tôi cũng sẽ hỏi Huệ Thuận về xuất xứ. Sanh ra ở đâu, lớn lên học trường nào, cấp bậc như thế nào. Học Phật ở đâu, ai quy y cho mình. Và tôi cũng sẽ hỏi rõ, trước khi quy y có bao giờ lấy vợ chưa? Có con chưa? Tại sao lại quy y? Những điều đó là cần thiết, là vì sao tôi muốn biết người mà tôi nói chuyện là ai. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả và chúc sư Huệ Thuận sức khỏe và bằng an. Hẹn của tôi từ đây tới 0 giờ thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2024, không có công bố địa điểm, thời gian chính xác và không cho tôi số điện thoại đàng hoàng như thế này đó, thì tôi sẽ nói rõ về sư Huệ Thuận. Và tôi không có ngưng tờ đó. Sau khi nói rõ, tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Cách làm của tôi thì khỏi cần nêu lên bây giờ.